Thế thì đối với cả câu hỏi này thì chúng tôi, thứ nhất câu hỏi của anh là làm xét nghiệm như thế nào, thì chúng tôi sẽ phân ra làm 3 cái bộ xét nghiệm. Xét nghiệm thứ nhất là những xét nghiệm mà để đánh giá bi lăng. Bi lăng ở đây ví dụ như là các bệnh toàn thân, bi lăng cơ bản, ví dụ như công thức máu sinh hóa, nhóm máu, các bệnh HIV, HBS, AG, rồi những điện tâm đồ, những để mà xem là cái nền tảng sức khỏe cơ bản có đủ điều kiện để điều trị hay có mắc bệnh kèm gì không. Bộ xét nghiệm thứ hai là những xét nghiệm để chẩn đoán xác định. Ở đây là cháu nhà anh đã được sinh thiết và đang chờ kết quả giải phẫu bệnh. Kết quả này sẽ là cái kết quả để trả lời là có ung thư hay là không ung thư. Và cái bộ xét nghiệm thứ ba là xét nghiệm để chẩn đoán giai đoạn trong trường hợp là cháu có kết quả chẳng may, không may là ác tính, thì chúng tôi sẽ có những bộ xét nghiệm để chẩn đoán giai đoạn và để loại. Trong cái chẩn đoán giai đoạn này cũng song song với đó chúng tôi sẽ chẩn đoán loại trừ. Ở đây sẽ có những cái xét nghiệm về giai đoạn thì chúng tôi sẽ tầm soát não, tầm soát ổ bụng, tầm soát hệ thống xương. Trong trường hợp những xét nghiệm này có nghi ngờ hoặc là không đủ để chẩn đoán thì chúng tôi sẽ đẩy lên những cái xét nghiệm cao cấp hơn, ví dụ như là PET-CT. Hoặc kết hợp thêm những cái siêu âm hoặc là chọc hút tế bào đối với những cái tổn thương mà chúng tôi nghi ngờ mà có thể tiếp cận được để mà chẩn đoán loại trừ hoặc là chẩn đoán di căn. Xét nghiệm để loại trừ những cái nguy cơ khác, bởi vì tổn thương ở phổi hoặc là ở hạch nó còn có thể là nguyên phát tại phổi hoặc cũng có thể là di căn từ những bệnh lý ung thư khác hoặc là bệnh nhân có song song nhiều bệnh ung thư, thì chúng tôi sẽ có những cái xét nghiệm để chẩn đoán loại trừ hoặc là những bệnh chẩn đoán kết hợp, ví dụ như nội soi đường tiêu hóa, nội soi dạ dày, nội soi đại trực tràng, thì đó là những cái, hoặc là nội soi tai mũi họng, đấy là vân vân là những cái xét nghiệm để chúng tôi kết hợp song song chẩn đoán loại trừ cũng như là chẩn đoán các bệnh lý kèm theo. Về giai đoạn thì như tôi vừa nói, đối với chúng ta phải chẩn đoán xác định xong có ung thư không thì tiếp tục các bác sĩ sẽ kết hợp để chẩn đoán giai đoạn và chẩn đoán loại trừ bệnh cho cháu thì mới đưa ra được cái giai đoạn chính xác cho gia đình. Về tiên lượng thì đối với bệnh nhân này thì hiện tại chúng ta cần phải có chẩn đoán xác định là cháu có ung thư hay là không ung thư và giai đoạn như thế nào, mô thể mô bệnh học ra sao, thì lúc đó chúng ta mới đưa ra được những cái yếu tố tiên lượng, dựa vào đó chúng ta mới đưa ra những cái tiên lượng cho cháu và định hướng điều trị cho cháu được. Tuy nhiên là nếu với cái kích thước tổn thương lớn như thế này thì nếu như không may là ung thư thì cái giai đoạn nó cũng tương đối là không còn là sớm nữa, do đó thì cũng cần phải có những cái chuẩn bị về mặt tâm lý để chúng ta tiếp cận với cả điều trị. Về mặt tầm soát thì như tôi đã nói ở ngay chương trình đầu thì một số các cái yếu tố nguy cơ cao để chúng ta định hướng đến tầm soát, ví dụ như trong đó có yếu tố về tiền sử gia đình có người mắc ung thư, là những người thân, những người ruột thịt, thì đối với những đối tượng này thì là những đối tượng có yếu tố nguy cơ. Tuy nhiên nó không phải là đối tượng có yếu tố nguy cơ cao cần thiết phải sàng lọc ở mức độ khuyến cáo rất là cao là hàng năm phải định kỳ đi khám. Tuy nhiên những đối tượng này cũng nên là người ta cũng nên là khuyến khích là nếu có thể thì chúng ta cũng nên có những cái tầm soát bằng CT liều thấp hoặc khám định kỳ để mà khi có dấu hiệu bất thường thì chúng ta sẽ kịp thời phát hiện sớm.